Hello anh em, hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái dụng cụ dùng để hỗ trợ anh em cắt cái đường ron gạch. Đây là dòng sản phẩm mới được cải tiến từ dòng sản phẩm cũ mà bên cửa hàng mình vừa về. Cái dòng sản phẩm cũ này nè mấy anh em nha, dòng sẽ đây là dòng sản phẩm cũ thì nó được cải tiến hơn chút xíu thôi, thì cái dòng mới này nó không có sơn ha. Cũ này thì nó sẽ có một vài cái khuyết điểm nhỏ thôi, nhưng mà còn mới thì nó đã cải tiến lên rồi ha. Cái phiên bản cũ nằm đây, mình còn cái trưng bày thôi. Rồi cái phiên bản mới này đó anh em, thì hiện tại bên cửa hàng mình đang bán với giá là 350 ngàn một cái đế nha. Một cái đế không đó, thấy chỉ khác nhau chỗ là không, cái phiên bản mới này nó có thêm cái bát này nè, để chúng ta sẽ giữ cái cố định cái máy này, nó không có dịch chuyển qua lại. Tại khi anh em muốn chỉnh đó, thì cái máy này nó thẳng và cái lưỡi này nó thẳng theo hai cái bánh xe dẫn hướng. Ở đây đây là hai cái bánh xe dẫn hướng nằm ở trên cái đường ron gạch. Khi anh em cắt đường ron thì cái này nó nằm trên đường ron nè, và nó dẫn hướng cái lưỡi này để nó cắt đường ron chúng ta, anh em không có bị mỏi tay. Cầm như vậy anh em đẩy thôi, cầm như anh em đẩy ngon lành luôn anh em ơi ha, rất là dễ luôn. Cái cải tiến thứ hai nữa là về ở đây nè, đây đây cái bát này nè. Cái bát này thì nó sẽ dày để làm chi, để nó phù hợp với cái máy, khi mà anh em ráp vô nó có thể ngóc cái đầu cong được. Còn phiên bản cũ thì cái bát này nó làm thẳng, khi mà nó làm thẳng anh em thì cái máy mình thì nó cong cong nè, nó hở ha, đây này nó hở nè, thì anh em siết vô thì nó sẽ nhõng cái đầu cái đuôi này nó lên. Còn cái này thì nó được thiết kế với cái cắt như vậy ha, anh em có thể siết vô chút xíu thì nó sẽ hở cái này chút xíu nè nha, nó có sẽ rảnh ở đây. Đối với cái ốc này thì anh em không cần siết cứng đâu nha, chỉ cần lóc là chút xíu thôi, không cần siết cứng đâu, bởi vì cái độ cứng nó thì nó phụ thuộc ở phía sau phía đây hết rồi ha. Ốc là giữ cố định đi thôi. Rồi đó là hai cái cải tiến và một cái con cái cải tiến nữa mà mình không biết nó là tiến hay lùi, bởi vì mình xài không có xài được, mình tháo mình bỏ rồi. Đây tháo cái bộ mới cho anh em coi. Thì một cái bộ này nó gồm cái gì, một bịch ốc này mấy anh em. Ốc này nó sẽ có hai cái size, một cái size này cốt nó nhỏ, size cốt lớn, size cốt nhỏ dành cho máy nhỏ. Mà đối với dòng này thì nó sẽ xài cái ren này, ren 10 thôi ha. Đó, xài ren 10 này, ren chắc 10 12 rồi. Đó, một cái dòng đệm với phía bên cao su, và nó cho thêm một cái tua vít. Đó, nó cho đủ đồ luôn mấy anh em. Cái dòng này nó bỏ trong cái hộp đó, nó đóng phải nói là cứng cực kỳ luôn, mình gỡ lúc nào nó cũng cứng hết á. Nó không ra được. Chứ nó vướng cái gì mà. Đấy. Đây. Thì cái đây là cái này mình nói nè, cái bát này nè mấy anh. Hiện tại cái bát này thì mình không biết làm gì nên mình tháo mình bỏ rồi. Nha, cái khi mà lắp rồi nè, thì khi mình lắp một cái con máy máy mài vô thì cái đuôi này nó đụng cái bát này rồi. Thì cái bát này mình không biết nó làm cái gì luôn, thì thôi mình tháo bỏ nha. Cái bát này nè mấy anh. Con ốc rồi nè. Anh em tháo ra thì anh em bỏ thôi. Như mình tháo thì mình bỏ trong đây. Không có xài mình bỏ ra nha. Trong cái này thì mình tháo cái bát này bỏ ra. Còn cái miếng này thì đưa lên đưa xuống được ha. Hai miếng này nè, đưa lên đưa xuống được. Nó còn để làm chi, anh em sẽ tùy chỉnh theo cái ốc này nè. Anh em xả ra nè. Đây anh em có thể gạt này xuống nè. Đây gạt này xuống ha, để làm chi, để mình chỉnh theo cái thân máy nha. Đây này anh em, chỉnh cái thân máy. Tại mình ráp sẵn cái để mình minh họa, tại vì này cái này nó là hàng mới nè. Nên nhiều lúc mình cũng phải mày mò. Rồi. Thì hai cái này thì theo phiên bản cũ là hai cái này thì nó được chỉnh lên trên xuống ha, anh em chỉnh nó phổ thôi, nó rất là dễ chỉnh luôn nha. Nó sẽ có, anh em nới ra xíu đấy, mạnh xuống xíu nha. Đối với cái này nó hơi cứng nè nha. Rồi cái ốc này nè, xả ra nè, chỉnh xuống nè đó, xả ra nè, bây giờ cứng quá này, chỉnh xuống nè đấy, nới nữa nha. Đó thì cái con ốc này anh em chỉnh xuống như thế này nè, để làm chi, để nó hở, nó tạo khoảng hở như ở đây thì mình đang chỉnh nó khoảng hở nè nha. Thì khi anh em muốn hạ xuống nữa thì mình xả con ốc này ra, xả là nâng này lên, nâng lên hạ xuống, nâng lên ha, nâng lên là nó hạ cái nó mầm xuống để chúng ta cắt đường ron. Nó đơn giản vậy thôi. Còn cái này thì nó khắc laser, khi anh em siết vô thì nó ngóc đầu lên nè, ngóc lên chút xíu nha. Cái này thì cái ống thủy sao để chúng ta giữ cân bằng nè, anh em lắp sao ống thủy nó ngay giữa là ok đó. Đây là cái minh họa nè nha. Rồi ở đây có cái lồng đờn, khi anh em xài thì anh em lấy cái lồng đờn anh em bỏ vô anh em xài nha. Khi cái lồng đờn bắt ốc phía sau là ốc này nè, bắt phía sau nè mấy anh. Ok ha, bắt phía sau nè, siết vô xíu thôi. Rồi mình cân chỉnh như thế nào, miễn làm sao cho cái lưỡi này nè nha, nó thẳng một hàng so với cái rãnh này, rãnh như hướng nè, cái rãnh như hướng này, rãnh như hướng này, hai cái rãnh như hướng này anh em ha, nó sẽ thẳng với cái lưỡi này. Ok ha, đó hai cái là nó thẳng nè, anh em chỉnh sao cũng được, nó dễ lắm. Dịch qua dịch lại ha, cái đuôi này nè đưa qua đưa lại được, cái trên đưa qua đưa lại là được, vậy là quá dễ rồi anh em ha. Chỉ cần việc có tua vít chỉnh qua chỉnh lại, sau khi chỉnh nó ngay rồi anh em sẽ siết cái này vô giữ cố định lại nè, giữ chút xíu thôi nha anh em, siết vô xíu nè. Rồi nó có ốc lóc lóc kê nè, mình lóc lại anh em ha, lóc kê lại để làm chi, trong quá trình cắt cái đuôi mới mài nó không có đưa qua đưa lại nha, nó thêm cái này cải tiến nè,
trong quá trình cắt cái đuôi máy mài này nó sẽ không có dịch chuyển qua lại, nó sẽ nó nằm nó có hai cái miếng là lóc 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 rồi. Hai cái này thì anh em không cần siết cứng đâu nha, anh em chỉ cần siết vô chút nó chạm vô là được rồi, tại vì nó cái miếng này miếng nhựa, siết cứng như quá là nó ép nhựa nha, chạm vô được rồi. Quan trọng là chúng ta siết này vừa phải nè, cái miếng cao su nè nha. Rồi thì trong cái video này thì mình sẽ báo giá cho anh em ha. Đầu tiên về cái đế này thì giá là 350.000, còn về cái lưỡi nè anh em mua thêm nha, lưỡi này mình có 4 loại 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 nha, nghĩa là dưới 1 ly đó, để chi để anh em cắt đường ron giá 50.000 lưỡi dưới 1 ly mới nè, nó mỏng dánh nè, đây dưới 1 ly ha. Thì đối với lưỡi này thì anh em xài cho cái máy là đĩa là 100, đĩa 100 nha, xoay cái lồng đền là xoay cái cốt lại thì nó lỗ 20 à, anh em cái thông thường đĩa 100 cái lồng cái cốt ở đầu này em có hai mặt, mặt trong này có hai mặt à, mặt ngoài anh em xài 16, mặt trong anh em xoay 20, xoay mặt trong là nhanh anh em siết nha, anh em đừng có bỏ lồng đền. À, anh em đừng bỏ lồng đền, anh xem mặt trong là anh em siết là được rồi nha, không cần xài lồng đền. Ok, rồi bây giờ sẽ đi cắt thử xem coi nó như thế nào nha. Ok đó, cắt thử, trước khi cắt thử thì anh em xả nó xuống nè. À, đây nè, đây đang hở đúng không? Thì mình sẽ cho nó hạ xuống, hạ bên đây xuống nè. Hạ bên đây xuống. Rồi hạ xuống nè. Đó. Nha, nó sẽ nghiêng xuống chút xíu nè mấy anh. Đó, rồi anh em muốn hạ đường ron bao nhiêu nữa thì mình sẽ hạ xuống xong mình lock kê lại. Nha, mình sẽ trong đây trước đây cho nó ở đây là cố định trước đi nha. Rồi mình hạ này xuống nha, cho nó nghiêng xíu đi. Đó, rồi. Cái đường ron bao nhiêu thì anh em hạ xuống xíu nữa thì nó sẽ khi mình cắt xong rồi đó, anh em hạ xuống nha, cho cái máy nó chạy hạ xuống xíu rồi chúng ta lock kê lại và chúng ta đẩy thôi. Nó đơn giản ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi test thực tế cho anh em coi như thế nào nha. Rồi, tiếp anh em. Thì sau khi mình đưa vào cái gạch thực tế nè, anh em chỉnh làm sao thì cho cái lưỡi này nè nó sẽ hạ xuống cao hơn cái bánh xe này nha. Nghe bánh xe nằm ở bên trên. Đó, anh em canh làm sao cái lưỡi này nó mặt thẳng cái lưỡi nó xuống để chỉ nó cắt đường ron. Rồi mình sau mình chỉnh xong thì mình siết cái lock này lại nha. Đó, anh em chỉnh siết lock này lại nha. Ok, rồi cứ thế mình đẩy mình cắt thôi mấy anh em ơi. Rồi. Vậy thôi mấy anh, cái gạch này nó không có đường ron anh em, anh nó thợ nó ráp á, nó sát luôn à, nó rất là khít rồi nè. Cái này nó chắc nếu nó không có không đúng chắc chừng không chấm mấy á, mình chơi cái lưỡi này nó hơi lớn, lưỡi mình 0.4 nha. Các bạn cắt cũng ok nè nè ha, đường ron nè, đây nè, đây à, nó sát rồi nè à, đó. Thì khi nào mà anh em mà cứ cân chỉnh làm sao ha, cho nó phù hợp, nó thẳng xuống xíu nữa, còn mình muốn mà nó sâu xuống nữa thì mình hạ nó xuống, nó xuống hạ này lên nè, đưa này xuống ha, đưa này xuống nè, đó hạ xuống nè, đó cho nó xuống nè, nó xuống đó, thì cái đó do mình chỉnh thôi, miễn sao mà nó thẳng là được nha, nó thẳng là được đó. Ok ha. Đó, sạch bon luôn anh em. Sát rạc luôn nè. Đó. Đây. Chờ xíu. Đây. Nè. Sạch ron nè, sạch luôn nè, sâu luôn nè. Đây mấy anh. Đó. Sâu luôn nè. Thì đối với cái này á, mình sẽ cắt nhiều thì mình xài vậy thôi mấy anh, nó khỏe tay mình lắm, cứ mình đẩy tới đây lui ha. Thế nào mà dù như cái tại cái lưỡi này nó mỏng, cái lưỡi này mỏng anh em có thể cắt một đường á, thì nó chưa có ăn hết đường ron ha, mình sẽ kéo thêm đường nữa, dù vậy mà đẩy tới lui đó thì nó sẽ sạch đường ron mình nè. Đây nè anh em xem nè, rất là sạch luôn nha. Đó, đây là đường ron rất là nhỏ, tầm 1.5 ly thôi mấy anh, hồi xưa cái này lát không có can im gì đâu nha, rất là nhỏ đấy, thậm chí có những nơi nó không có ron luôn á. Rồi ok ha. Đó thì với cái đế này giá là 350.000 nha. Anh em đang nhu cầu về cái đế này thì có thể liên hệ cửa hàng mình. Hàng này có sẵn, còn cái lưỡi này thì giá 50.000 cái.
Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.